Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. À quên, lộn nữa. Mới mở một video lúc nãy giờ lộn nữa. Rồi thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang VN, mình là Vinh. Mình là Quốc Tuấn. Vậy thì đây, có câu chào đây là game Far Cry 5. Thì sau cái lần mà trước tụi mình ấy được cái khu vực, giải phóng được khu vực dưới đây thì bây giờ dưới đây vẫn còn một số nhiệm vụ. Để em một số nhiệm vụ. Vậy. Thằng đang làm đồ ăn gọt cà rốt nè. Nhận luôn đi. Rồi đây vẫn còn một số nhiệm vụ nè, có thể mình sẽ hoàn thành luôn mấy khu vực ở dưới đây. Thấy vậy chứ ở đây còn rất là nhiều nhiệm vụ. Rồi luộc luôn đi, thấy chữ co op trong cái bảng hiệu không? Trời ơi, cái con thằng heo. Ủa đó heo à? Heo, tao nhìn nãy tao nhìn vô tưởng đâu nhỏ gái, nhìn kỹ là thấy mắc ối. Nhìn thôi gái là thấy đã mắc ối rồi, giờ thành trai làm đồ ăn gì thì gớm. Kệ người ta. Tao làm, tao làm cho biết mày. Nhiệm vụ của heo này đâu nè. Tính đâu heo mà làm vụ mấy con hình mấy con heo luôn là chết được rồi. Khu vực dưới đây thì lấy hết kim cương rồi, không còn chim cương gì nữa. Rồi đâu ai? Lấy xe luôn. Khu vực này phải có xe chứ. Đây. Sục gân mình không có xài, mình nâng cái đầu sọ này đi ha. Mình chả biết cái sọ đó làm cái gì. Nói chung là cứ nâng thử đi biết liền cái gì. Thậm chí nhiều khi nâng rồi cũng không biết nó làm cái gì phải không? Phải thử với mày. Đó là cách chơi game của mấy thằng không biết tiếng Anh. Rồi ra xe lẹ lên. Ở trình độ tiếng Anh tao rất cao, đẳng cấp lắm à, mà đừng chở ngoài mày. Ủa ra xe hả? Đù bóp kèn rồi luôn chứ. Bóp kèn cho biết chứ. Rồi. Ồ cái cây này bắn phê nha. Cái cây này cái súng của anh Tăng lập trước luôn nè anh em. Tao có 7 điểm kỹ năng. Ồ có kỹ năng hình của Miner thăm quần luôn ta. Có không? Ghê. Có mày. Làm gì có kỹ năng hình Miner thăm quần? Có, ở dưới cái hình cái nòng nhắm nhấp vô có hình Miner thăm quần mày. À cái nòng nhắm á đâu rồi? Tao thấy dưới á. Dưới góc á. Thôi tao không thèm học kỹ năng nữa đâu. Rồi. Miner tam sẹo, Miner thăm quần. No. Tam sẹo thăm quần có hết luôn hả? Tam sẹo là khúc nào vậy? Đó thì kế bên Miner thăm quần đó, kế bên đi đâu? nhưng mà bị khóa. Rồi còn một điểm nữa, học này là cái gì đây ta? Cái này. Trong khu vực này tính ra vẫn còn nhiệm vụ phụ. Luôn. Nhiệm vụ chính vẫn còn luôn. Làm thì làm hết luôn chứ. Đây là liên quan đến mấy cái vấn đề mà kỹ năng chiến đấu nè. Trên đây là kỹ năng sinh tồn. Rồi đi. Ủa mày đâu ạ? Ông bỏ mình chạy luôn thôi. Thôi mày chạy luôn đi, một lát tao tay le là đó, yên tâm. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Tao thấy mới nào bắn súng đây nè. Tao vừa tay le là gì chấn động thiên địa vậy? Nè, tao thấy có mấy nào bắn súng đây nè. Trời ơi. Nó lắc đến nỗi vậy luôn hả? Rồi, cuối cùng mình văng ra khỏi xe rồi. Tấn công thầm lặng. Cái gì vậy? Vũ điệu của chiếc xe. Go. Có luôn hả? Cái xe vậy sao mà chạy ghê vậy ta? Tưởng là quân địch mấy này đi tập bắn đây. Xe này là xe đỉnh cao của đẳng cấp nè anh em. Chỉ có mình thấy được chứ mình làm gì mà thấy được cái xe mà nó nhảy múa như vậy. Đây là gọi là điệu nhảy của chiếc xe. Tao thì không thấy đâu, nó chỉ vị trí nồm hả? Phải thiệt. Ủa đây, đừng nói ở đây mà còn nồm đi. Cái xe làm như là vui mừng, vui sướng làm gì đụng rầm thấy ghê thiệt chứ. Ủa mấy già này đâu nào đây? Bắn đụng rầm tưởng đâu là quân địch đang xử tử nào đây làm nhảy vô. Phải. Gì vậy? Chỉ có tao thấy cái cảnh tượng hi hữu này đâu. Tao lên xe không được á, đá tao văng ra. Gì vậy? Thôi để tao chạy tao lôi mày lên. Thôi mày chạy luôn đi. Anh em có xe chạy. Vãi thiệt chứ. Ôi coi kìa. Wow, một con nhỏ ngu. Đụng nó văng 80 thước luôn. Cái xe của mày bị lỗi luôn rồi. Từ khi mà nó lôi tao lại là nó lỗi lùng cái xe đó luôn. Chỉ có tao thấy được một cái cảnh tượng mà vô cùng hi hữu. Nào, quân tụi địch đâu rồi? Không ai bao giờ mà thấy cái cảnh tượng đó.
Ở mới mua cây cui này anh em. Thấy đây. Gì mà nghe súng đạn đụng bắn nghe liên thanh mà chả thấy cái đậu hũ gì hết vậy? Tụi nó đang tập bắn chim bắn cò vậy đó. Ừ, à, ơi. Nó đụng trúng nhỏ vợ nó cái bắt đầu nó tính bắn tao nè, đụng nhỏ bay xa 80 thước. Cái xe chạy y như nhảy điệu cha 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 luôn á. Cái xe vừa nhảy vừa hát nhạc phải. Tao bắt đầu là tao thấy nể chiếc xe thần thánh đó rồi nha. Mày cắt video mày coi lại đây rồi mày thấy cái cảnh. Phải có cái cảnh về cái chiếc xe phải không? Ừ, chiếc xe mày kinh khủng lắm. Mấy hôm nay tại tao edit ARK dữ quá nên là kiếm mấy cái hiệu ứng đồ này kia ghép đồ vô lâu nên là không có edit được ARK Paris 5 nhưng mà sẽ đầu từ tập sau thì tao sẽ cố gắng. Cố gắng. Ồ, oh, cái chỗ này giống chỗ của Mino không quạnh ta. Đâu có ép. Đâu rồi, đi đâu rồi? Thằng trai cũng đang bắn chim bắn cò ở đây nè. Sao mà sao mấy này nay giải phóng được khu này cái bắn chim bắn cò đi xả láng mà làng ngoài ha. Vậy vậy giờ nó thành khu vực của nó rồi. Mấy thằng nào dám xâm qua đây bắt bỏ hết. Chỗ đó chỗ đi săn khu săn nay vậy. Trời ơi bắn chim bắn cò mày ơi. Vô bắn chim bắn cò hả? Bắn về cho đó nấu chắc. Ừ ơi. Nấu canh rồi cái súng cun sao bắn chim được. À, không có súng ấy rồi. Này để tao lại tao bắn con này đây trước. Đâu? Đi con gì đây? Mày có súng nhắm mà phải không? Nhắm khỉ móc. Rồi rớt kìa. Rớt liền. Lượm liền. Một con, còn con. Rồi lượm đi, lượm đi. Rớt con kia chưa? Rồi nói chuyện đi, bắn rớt con kia luôn rồi. Xong rồi. Tao tỉa liền. Hên là tao chưa chơi tới hạng nặng à. Gì đâu đây? Rồi vô đây phá hủy cái gì đây? Có chuyện gì? Phá hủy hết mấy đồn đây à. Phải có cái gì mình phải phá hủy nè. Cốp xe kem mày. Kìa giờ chờ chờ đi ngàn mấy mét lấy được xe kem ra rồi. Trời chờ chờ đi. Ủa, sao tao lấy cái... xe tao theo. Sao mà cái cảnh này tao nghe quen dữ. Ờ cái xe nó hết bị vậy kìa anh em. Đi. Lấy xe kem này như tao nhớ đi. Giống trong Fireball 5 hởm mà ta. Ừ, hởm tao đi. Cùng tao cầm lái chứ ai. Ờ, mà tao nhớ là đó là cái nhiệm vụ nó đâu có nằm dưới đây mày. Trời ơi, đưa cho nó cầm lái thấy không? Dân cùi bắp lái xe là vậy. Gì vậy? Gì mà nghe đục rầm vậy? Chạy nhanh lên coi. Vậy là cái xe của đó rồi đó anh em, đảm bảo luôn. Dám chắc luôn, rầm luôn. Ồ. Cái gì vậy? Ồ, chạy khói bụi không hết cái đường ta chạy rồi. Gì mà làm gì ghê vậy? Chạy bóp kèn mày. Ủa, cua qua liền, trời ơi. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi, không xong rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm chính, hao đi bút màu mình qua đóng rồi anh em à. Ghê quá. Chạy bóp kèn cho người ta né, chạy xe kem mày. Né gì, người ta đây là người ta đỉnh cao, quá nhanh quá nguy hiểm chính mày biết không? Ồ, chiếc xe địa hình tao chạy ngoài đây không lại cái xe này ta. Yếu nghề. Không, xe địa hình chạy ngoài đâu có nhanh mày. Nè. Cho chạy ngoài nhanh được. Đâu không, vô. Nó cũng bằng tốc độ mà. Bằng gì? Phải mua mấy chiếc xe hơi kìa mới chạy nhanh hơn. Mày có nghe tiếng kèn tao bóp không? Có. Đó, mày coi có chặt cua chưa? Đó tao đẩy cho xe mày vô trong đó, mày không đi đường tắt mày. Đẩy nữa chứ. Ồ, chạy xe còn hơn quá nhanh quá nguy hiểm nữa. Quá chuẩn là còn gì. Điệt. Chuẩn không cần chính. Tiền đâu. Có tiền có lúa liền. Ôi sao giống chỗ này chỗ nhà bị đốt quá vậy. Tà gốc. Ủa cái xe mày học telebot của Goku hay gì vậy? Mới thấy nằm đây dịch chuyển ra đó cưng. Cưng. Đang phá anh em thấy ghê chưa? Anh em thấy ghê chưa? Cái xe này là một cái xe đỉnh cao đẳng cấp. Ở trong tập này là cái xe này là coi như là thể hiện tất cả các sức mạnh của nó luôn rồi. Thôi thua, nói thua, gì thua. Mày đang dùng mạng VMBT mà. Mày phải hiểu điều gì? Đó chứ. Hiểu gì? Đáng lẽ là tao phải audit ra chứ sao ở trong đây được. Ê còn cái nhiệm vụ phụ đây nữa nè. Làm hết nhiệm vụ phụ đi, làm nhiệm vụ chính.
Làm đi. Tao giờ thì cũng còn heo này nữa. Heo đi còn hoài vậy. Một lát là cho đi săn cá luôn. Sắc lì nữa chứ. Rồi đó, một cái nữa rồi đó. Rồi, 800 mấy mét. Máy chơi game không thèm. Thiệt ở đâu? Thiệt, tao dẹp xe mày, tao chạy riêng đi, tao đi xe mày dịch chuyển kinh quá. Tao không thể thấy nào xe, mà cái xe nhà giàu cái giám sát với cái tốc độ đó được. Đó đó, đây này, hay chưa? Chưa chi về đã thể hiện cái tốc độ dịch chuyển đó rồi, chạy đi. Thằng Phúc. Vãi thiệt chứ. Kinh 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 kinh. Xe này là xe siêu đi kinh điển kinh dị luôn nè. Có 102 á. Rồi đi anh em. Đó, mà phá hết đèn rào rồi đi chưa? Xe đó làm quá vấn đề lên à. Ta chạy tao tranh thủ tao phá hàng rào. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? Đó dám thách đấu đua xe với mình nè. Nè, ta ép này nè. Đâu rồi? Mày container nè. Cỡ mà mình kéo xuống là mình kéo cần, mình chậm số luôn, dữ dội lắm rồi anh em. Cái này không cho mình kéo cần, không cho mình chậm số. Làm gì vậy? Trời ơi, bị đụng chết rồi, như vậy ta đang lại đây. Tao thấy đây, tao nhận nhiệm vụ. Ủa, tao hỏi có biết cái gì không? Ủa gì vậy? Biết khỉ móc xì gì? Thôi sửa xe cho này mấy cụ bắp. Dân cụ bắp tụi bay không biết sửa xe gì hết. Ồ, sửa hư sao xong. Ủa, cái xe mới, tính tao, ê mày thấy không, tao sửa cái xe mới lên liền thấy không? Ghê không? Chuyện đó tao không biết rồi nha. Tao đang cố gắng sử dụng cái khả năng quá nhanh quá nguy hiểm của mình để đi đường rừng. Tao thấy toàn rồi, vô gốc cây không à. Chỉ cho cái vị trí nồn nữa mà không lẽ đừng nói trên đây rồi, còn rồi, nồn đi. Đi thẳng lên đây. Tại sao tới chỗ vụ của mày? Nhiều đấy. Khi mày bị giật lại, tao đang chạy tới nè, mày không bị giật lại nữa. Vô. Tao chạy đường ngoài còn nhanh hơn. Đồ máy bay này ngu, tự nhiên chạy rớt luôn. Gì nào nhanh? Ngu à. Mình nãy mình bị giật lự đó anh em. Mình đâu có dám chạy nữa đâu. Chúng tới rồi nè. Gì đây, bò gì đây, đây. Tụi chết bò luôn rồi. Ủa không. Xe chạy hư sữa gì đâu, xe tao bền thiệt chứ. Không phải xăm bò hả? Gì đây mà thả bò. Oh, ở cái xe. Gì vậy? Ô. Quay quay quay, giết bò đen á, giết bò đen mày ơi. Giết bò đen hay giết bò sữa? Anh giết bò đen hay bò sữa ta? Tao là giết bò sữa rồi. Lại. Ủa, nó là kêu đồ làm gì mày ơi? Vậy sao? Ghê quá. Díu mẹ bò tóc thằng Út. Đó là làm cái gì đây? Vậy thằng Út. Em không có chút tự nghĩa thêm. Mày cán qua luôn. Mấy bò này bò nhiệm vụ mày ơi, không có da. Đây là bò nhiệm vụ, không biết kêu làm cái gì á. Tao biết tao tàn sát ở chỗ này rồi. Để lát thất bại nhiệm vụ là biết liền chứ gì. Bò sữa ra mấy con nữa kìa. Nhiều khi lùa bò vô chuồng giống như cái kia đi. Rồi đi. Rồi chết tao rồi nè. Mày tới cứu tao coi. Mấy con bò cũng làm phun xong. Tao bị chết rồi nè, mày tới cứu tao đi. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Cứu mày bị bò hà hiếp phải không? Hai con luôn nè. Làm gì ta? Từ để coi nhiệm vụ kêu làm cái gì vậy? Thấy cái xe mày bây giờ là nó nhảy điệu cha 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 nữa kìa. Rồi ok rồi đó. Ê quay quay cái chấm vàng kìa, dí đâu nó, dí đâu nó, dí cái con kìa.
Mình đã thần phục được cái xe rồi anh em. Ừ. Lấy da kìa kìa kìa. Còn nữa anh giờ bắt đầu hiện ra da da bò này nè. Đừng, đừng có giỡn với ông bò điên kia. Mày hả mày? Đùa với anh hả mày? Vậy chứ. Tao quay lại tao thấy hai bò bay anh trời bay xuống. Mày hả mày? Đùa với anh hả? Chơi chơi xuống bom liệu hả? Đâu rồi đâu rồi? Đó, đó dân dân chăn bò tới rồi, này là dân chăn bò chính hiệu chạy tới nè. Ổ trời. Chạy tới thắng xe như đúng rồi vậy. Lấy da coi. Giỡn 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 con bò điên kia. Đâu mới thấy hiện chấm vàng đâu rồi, còn con đó chắc. Biết súng này khó khăn lắm mới lụm được ông. Trời ơi con chọc bò. Chóc lọ bò rống không. Tao là bé sụt bò rồi mày. Ờ mấy này sao full lock hết rồi à, lụm không được ta. Đằng kia. Con bò điên đó. Phải biết con nào á. Cái xe này mình mới vừa hừng phục xong bây giờ không được rồi anh em à. Nó không cho mình cưỡi luôn. Trời lấy xe tao nữa. Hả bò kia mày nằm đây ngon quá ha. Mày khai bậy không. Ủa sao bò bốc lửa. Bò gì bò lửa. Ô chạy. Con bò chuẩn bị biến thành super saiyan nè. Bò lên saiyan rồi. Lên super saiyan như anh da đen hả. Ừ. Vãi thiệt. Mày dịch tiếng Việt ra mày coi video đó mới cười bể bụng. Gì ủa à, tôi, rồi giờ còn cái gì nữa nè. Tôi nghĩ là họ làm được thì chắc chắn tôi sẽ làm được gì đó. Sao đây. Nó tốn biết bao nhiêu đạn rồi. Tao làm vụ này thấy lỗ rồi nè. Gì mấy cha. Ê bậy rồi trời út. Lấy cái máy cài rồi giết bò. Nhiệm vụ là vậy á. Dí tao đây nè. Ủi nó, ừ rồi xong. Tao thấy máy cài tao định lợi tao lấy rồi. Rồi chuyện với quỷ già đó kìa. Nãy tao cũng tính lấy máy cài. Máy cài ngon quá mà. Sao á. Bò mà phải giết nó bằng cách về tội không. Rồi lên xe. Ủa sao xe nó lấy ra được ta. Mình thân phục nãy giờ. Tao mà, xe của tao được. Mày xe của tao là lực là của tao. Đâu rồi. Chạy đi thanh niên, chạy đi. Như vậy mình lên xe giục mình xuống nữa rồi. Cái xe hình như là không cho mình lên anh em. Ôi trời. Mày nổ chết tao rồi. Mày điên cuồng hả. Lỗi vô trực thăng luôn cơ ăn. Không có, tao lủi vô trong cái máy phát điện có bình dầu hay gì á. Kệ, tại tao thấy có trực thăng nên tao lên để tao đổi lấy trực thăng tao chạy mày. Tính hết rồi. Tao bị chết rồi mày cứu tao đi. Đạp xuống cứu coi. Chơi lấy trực thăng lái. Lửa không sao tao giáo vô cứu. Hết rồi. Thì cũng tất kêu chó ra cứu cho rồi. Vậy. Ủa mà thằng mày phải đổi chuẩn bị qua khu vực của thằng kia. Mày coi có trang phục của thằng kia không mày đổi đi. Không nào. Trang phục của cái thằng mà chuẩn bị cái khu vực trên á. Có không có. Có lấy trang phục của đó chuẩn bị mình làm hết đây là lên trên khu trên kia rồi. Đáng lẽ là mình làm khu vực dưới đây là mình phải lấy trang phục của thằng kia. Còn sau này lái máy bay lúc nào cũng chúi xuống kìa ta. Đó ừ dạy vậy coi. Dạng đỉnh cao đẳng cấp ta lái ta chuối vậy đó. Đồ hết đạn sụp chứ không ta sụp cho mày cái chết ngắt. Ô ngon đấy. Thấy chưa không nhờ tao lái đỉnh cao đẳng cấp. Ta phá hết đạn của tao luôn rồi. Đáp xuống sao ta. À vậy hả. Ta biết rồi. Ta chơi là phải chơi ngầu nhất. Mày nhảy khỏi máy bay mày giục máy bay luôn đi. Nó mới là một cái cách ngầu. Ngầu gì mà ngầu. Đáp máy bay vô đầu vào. Tao chết rồi mày cứu tao đi. Gì vậy. Dướng trúng cánh quạt cái anh buông dù ra. Cái sao mày rớt xuống chết ngắt.
Ngầu đó anh em, mình nghe là hồi đó mình ngầu là vậy nè. Đây là cái thảm cảnh nè. Ngầu. Chó liếm lò 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 rồi. Này là đáng lẽ là mình có thể quay cam nhưng mà tại vì tại vì trong cái quay hai màn hình nên tụi mình mới bỏ cam. Nó làm hội chợ gì đây nè mày? Bán thịt bò mày, nãy tao kêu tao mày giết bò quỷ đầu bếp nè. Sao không cho tao móc súng nữa? Tao đang móc súng ra chơi mà. Nó kêu ở lại cùng nó ăn tiệc à, có lý à? Đâu có. Muốn ở lại thì trả tiền đi chứ. Đó, mày thấy chưa? 12 kìa. Nhiệm vụ còn kìa, kêu tiếp nữa kìa. Đó, mày thấy ăn tiệc uống rượu chưa? Ủa, kêu mình bắn cái gì đó à? À, bắn bong bóng hả? Thật ơi, ba đồ quỷ này xỉn. Nó xỉn nó qua mắt chóng mặt, nó bắn cũng nhíu nữa thấy không? Rồi, xong hết rồi. Ờ, ghiền với cái tài xạ thủ tao rồi. Từ mình mày bắn chắc. Ờ, tao bắn hết chứ ai. Ờ, biết rồi. Rồi sao le chón nữa gì vậy? Gì còn đây nữa, ủa nhiệm vụ dài dữ vậy? Gì đây, con heo. Thì tỉnh em nghe mấy con heo nữa. Heo đội nón giữ tiền. Ừ, cái game này nè, cái khu vực này giải phóng rồi nên là mới có mấy nhiệm vụ vui vãi lờ kìa. Gì đây? Heo hu nai gì đây? Mấy con gì xì ke gì hơn con dê, con dê xì ke. Dê đội nón nó vô. À, cái khu này tao đã thấy trong cái phần một phần của nhiệm vụ trước đây rồi. Xem bộ trí cái bóng nè, bóng bóng trên đây nè. Ủa không phải. Không phải. Cái bong bóng này là tao thấy cô nhỏ chụp năng Facebook mày ơi. Quá là gì. Nhưng bởi vì tự nhiên sao tao nhìn cái khúc này thấy quen quen cái nhìn lại. Rồi đi làm vụ tiếp. Rồi đi. Thôi được rồi, kết thúc video rồi, 22 phút rồi. Rồi. À, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn cảm thấy sao video này, hãy lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến góp của các bạn trong mình trong like. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào. Bye bye.